gửi cho cô 200. Dạ. À, này là số tiền của cô Quách Mỹ Tiên ở Mỹ á. Con thay cô Quách Mỹ Tiên gửi cho cô 200 tiếp cô trong cuộc sống nha. Cô cảm ơn những người ở cảm ơn con. Dạ. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn ở trong clip tiếp theo. À, hiện tại là em đang có mặt ngay tại bãi tắm làng chài Cam Bình thuộc thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. À, đây là một bãi biển rất là đẹp và một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở Bình Thuận các bạn. À, buổi sáng ngày hôm nay á, thì em đang đứng ngay tại một cái làng chài. Thì cách làng chài là bãi tắm khoảng 500m các bạn. Thì sáng ngày á, em thấy đây có rất là nhiều thúng bà con đang cập bến nè, đang vô bờ. Thì em chia sẻ hình ảnh ở đây cho cô chú anh chị các bạn xem nè. Đó, đây là một cái thúng đang vô ngay vị trí em đứng luôn nè các bạn. Đó, để em quay camera lại nha. À, hôm nay thời tiết khá là xấu, buổi sáng mà tầm 7 giờ rồi mà chưa có nắng các bạn. Hôm nay là thứ bảy cho nên là bãi tắm cũng có khách du lịch. Thì em chia sẻ hình ảnh bà con ở làng chài trước, sau đó thì chia sẻ bãi tắm cho cô chú anh chị và các bạn xem. Ở đây đặc biệt là có một cái chợ hải sản ngay trên biển luôn các bạn, để dành cho khách du lịch. Giá ở đây thì cũng khá là rẻ, phù hợp với túi tiền của bà con. Đây mấy cái xe kéo mấy thúng lên nè. Nếu như mà mùa hè thì tầm 6 giờ 6 giờ rưỡi thì bãi tắm sẽ rất là đông du khách. Nhưng mà hôm nay là thời tiết của mùa xuân, là gần Tết đến rồi các bạn. Còn có mấy ngày nữa là Noel rồi, cho nên là không khí buổi sáng ở đây cũng hơi lạnh. Cho nên là bà con đi tắm, khách du lịch đó, ra bãi biển tắm cũng muộn hơn chút xíu. À, bây giờ thì em chia sẻ cảnh làng chài trước nha. Ở đây vô lưới bà con đang vũ cá đây nè. Đây, mọi người đang vũ cá đây. Này là cá trích hả chú? Cá mai hả? Để mắt cái cho đẹp nghe, để hơi tuổi. Dạ. Dạ. Gửi chị đưa đây đấy. Đây là cá mai. Cá mai nó dẹp dẹp, nó giống như con cá lành canh ở trong miền Tây vậy đó các bạn. Cá này mình làm gì ăn chú? Làm gọi. Dạ. Làm gọi. Làm gọi ha. À, gọi cá mái. Dạ, giống như là cá trích vậy đó. Làm giống cá trích vậy. Dạ dạ. Cái này mình có đem lại bãi tắm mình bán không chú? Không. Không hả? Bãi tắm họ. Đóng được cả hai tập đấy chú. À, đóng bên đây ra này còn được không? À, về. Ở đây là bà con đi lưới cá mai các bạn. À. Cá mái có tục. Dạ. Đi thăm mua. Con cá này là mình bán được nhiêu ký vậy chú? 40. 40 heo. Dạ. Sáng ngày bây giờ là 7 giờ sáng. Bà con vô thúng rất là nhiều luôn các bạn. Trên ra này còn được không? Cái ba của hai của đấy được đấy. Như vậy gọi là ít cá hả chú? À ít. Ít ha. Tới bữa nay trời gió. Đã có lượng nữa chứ. Cái này mình đem ra chợ mình bán hay gì cô? Hay là bỏ mối?
mình bỏ muối là chúng người ta thích thì mua mình bán được. Dạ. Dạ. Ở đây thì mình ra chợ Tân Phước hả? Dạ. Cái lưới này nó mạnh như là lưới cá trích vậy đó. Hình như lưới cá trích nó to hơn xíu phải không cô? Đó, mặt lưới nó bự á. Dạ. Mặt lưới nó nhỏ. Mà nặng nặng lưới lắm. Dạ. Đây, bên đây cô chú này cũng vũ cá mai nữa nè. Làm như thuốc nữa? Dạ. Đi cô đó là đi cô đó là. Đừng có thể tạo lên mấy mạng á. Để khẩu trang cho đẹp. Đây buổi sáng có một cái thúng vô gỡ cá rồi nè các bạn. Cái này là lưới cá trích. Cái này là lưới cá trích than. Dạ. Dạ. Mới có thúng mình vô sớm hả anh? Có đi đâu. Dạ. Có đi hết. Không ai đi hả? Dạ. Vậy cái này là chỉ có mình anh đi hả? Người ta ở nhà hết rồi. Dạ. Cũng có ngoài kia cũng có thúng đi kìa. Không đi hết. Dạ. Mấy ngày nay gió hay sao mà mọi người không đi anh? Hàng nó non á. Dạ. Ít hàng quá. Dạ. Anh nói là mấy ngày nay ít cá quá cho nên là lưới loại như này nè các bạn là không ai đi hết, chỉ có mình anh đi à. Ngoài ra còn có những cái lưới khác. Đây rất là đông mọi người, bà con ở đây đang vũ lưới nè các bạn. Hầu như những cái lưới ở đây đều là giống nhau hết. Bà con đi cùng một loại cá. Này mới về. Mới về hả chú? Dạ. Trời. Mới về hả chú? À mời vô em. Dạ. Đợi gì hết, quay mấy người còn cả nhớ rồi. Hôm nay ít cá ha. Hả? Hôm nay ít cá ha chú? Gì cá. Dạ. Đợi quay mấy người cả nhiều. Dạ. Có lưới nhiều lượt đấy. Dạ. Quay thực tế cho bà con coi luôn. Ít nhiều gì quay cũng cho nó chân thật. Dạ. Dạ. Cái thúng này mới vô cho nên là đang trải lưới ra để mà vũ cá nè. Bãi này thì làng chài thì đa số là thúng. Còn những cái ghe bự ngoài xa các bạn có nhìn thấy những cái ghe bự không? Những cái ghe đó là vô thẳng vô cảng là ghi luôn. Đây cá mai nè các bạn. Mai cá lên. Dạ. Ngay kia đi lưỡi thả thế không thấy trời nó bão gió đó không? Dạ. Đi bơ thôi, đi bán cá này. Dạ. Nhưng mà đi phơi thì vừa đi phơi không ạ? Dạ. Dạ. Anh nói là mấy bữa nay trời giông gió cho nên là đi gần. Đi mấy con cá này nhỏ nhỏ này chứ bình thường là đi khơi là đi xa ngoài sẽ có cá nhiều các bạn. Dạ. Cái thúng này mình dám đi xa nhất là bao nhiêu hải lý hả anh? Đi 5-6 hải lý. 5-6 hải lý trở lại thôi ha. Dạ. Tại mấy cây 1 giờ được 4 lý. Dạ. Tại có tiền vừa 2 chữ. Tại trả đi nói chung là cơ 6 lý lô là đưa lại. Nhưng mà tại về vậy là cơ cũng có khi đi cả 9 lý. Dạ.
chạy dọc bờ vậy á. Dạ. Nó có nể đưa xã với ngoài. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Đây từ đây phía dài đằng kia cũng có rất là nhiều bà con đang vũ lưới. Cô chú. Cô chú bên đây thấy cá cũng có khá khá nè. Vài ký. Dạ. Có bữa cá tạ mà có bữa đi vài con ký vậy. Có bữa cá tạ luôn hả cô? Ừ, vài tạ nữa chứ. Dạ. Mấy bữa đó vui ha. Vài tạ bữa nay thì vài ký thôi. Dạ. Đến cái mùa mực nó nhiều lắm. Dạ. Hôm nay mùa này là cá này không hả cô? À, mùa này cá này. Với cá sông ra, trên cá sông. Dạ. Cá lấy ba cá, cá lỗ bự đó. Hôm nay có mực không cô? Không. Không ha. Không ai đi mực. Dạ. Mấy bữa đi mực với đi ốc nữa. Đây còn cá mai nè các bạn. Cá mai đó. Đó. Mai là một gỏi. Dạ. Canh. Một cao. Làm gỏi đó số 1. Dạ. Con chưa ăn con cá này. Dạ. Rồi làm mất công. Dạ. Sáng nay thời tiết có mưa lâm râm nhỏ nhỏ các bạn. Giống như bả. Dạ. Từ vị trí em đang đứng đây thì đi hướng này là mình đi lại chỗ cái bãi tắm Cam Bình các bạn. Ở đó thì có cái chợ hải sản bán ở đó cho khách du lịch tắm nè. Rồi lên xong với bà con mua hải sản tươi. Ở đó người ta chế biến cho mình luôn. Và có những cái quầy người ta làm sẵn hải sản. Rồi mình thích cái nào mình mua cái đó. Đây mọi người cũng đang vũ lưới. Này cá mai luôn hả chú? Dạ. Wow, bên này cá nhiều nè các bạn. Chào chú. Bữa nay trúng cá hả chú? À, cũng là đục sai đục sạch cái này qua một năm đi. Dạ. Con là kênh chú có biết chú có bơ nào đi? Kênh của con là ống kính ở đây. Ống kính ở đây hả? Dạ. À. Lại được lại nhiều không? Dạ cũng ít rồi chú. Ống kính ở đây á, để cho phụ bố chú cho một lại. Dạ cảm ơn chú. Đây chú cá này nhiều hơn mọi người chút các bạn. Cá này cá bự bự không nè. Cá đây cá mai. Dạ. Cho những người nào mà có là ăn gói á. Dạ. Ở nhà hàng. Dạ. Ăn gói người ta kêu làm phong phú làm chả cháo ơi. Đúng ra nè. Dạ. Đa số bà con của mình ngư dân ai cũng biết làm món này hết hả chú? Đúng. Nhất là chị em phụ nữ. Dạ. Ba mươi đến giờ chuyên đi làm cả mái và thăm bức. cái con ngọn đó đó hả? À, cái cổ băng ngôi ở dưới này này. Dạ. Con ngồi dưới này đây. À cô nó dạ. Chuyên đi làm cả mái về. Cô có làm có con đặt cô làm một dĩa cá mai rồi. Hả? Con mua ba chỉ vậy đưa cô làm rồi bắt con bỏ bì con đem về thì được. Con đặt cô làm con review cho bà con coi luôn. Giờ đây làm thôi. Dạ. Đánh giáo kẹo rồi phát à. Công phu lắm ha. À công phu lắm. Dạ. Nhà mình đâu gần đây hả chú? À cô đấy chạy qua xe mà mãi vào là khoảng 5 phút rồi. Dạ dạ vậy cũng vài cây số. À đúng rồi đó. Khoảng 2-3 cây. Dạ. À lần trai mình có cái con đường đi riêng với cái bãi tắm ha.
À đúng rồi đó, cái đường này là dân ở đây từ làm luôn đó. À. Để cho khách cho về ta đầu xe đầu lô cho thoải mái. Đây các bạn đi du lịch mà tới bãi tắm Cam Bình thì nhất định phải ghé qua làng chài đấy ha, để coi cái mộc mạc đơn sơ của bà con ở đây, đặc biệt là những cái thúng mà buổi sáng bà con vô cái hay vũ mấy con cá. Tùy theo mùa, có ngày thì mọi người đi mực rồi ốc nữa. Hôm nay không có ai đi mực hả chú? Không, mùa này mùa đóng rồi, ít mực lắm thôi. Dạ. Mực ống ít lắm, mà mực cà mực ngán thì nhiều khi đúng con lượt người ta đi thì cũng có. Dạ. Cho nên đa số là mực ống rơi vào tầm khoảng tháng 8, tháng 10. Dạ. Còn quá tháng 11 này là mùa đóng hay là ít cá lắm, à ít mực lắm. Dạ. Chỉ có những cái ghe lớn người ta mới đi ha. Ờ, những ghe lớn người ta định bạch ở xã. Dạ. Thôi ạ, còn đi mua này thì tôi nó bảo không chỉ lần vào là do mua vào là dẫn cũng là không giảm đi cưới đâu. Dạ. Vì định dốc bơ này thôi. Hôm nay mình có dự đoán được bao nhiêu ký cá này không chú? À, cũng khoảng được 20 ký. 20 ký. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Rồi. Dạ. Dạ. À, đây một cái thúng cũng đang vô nữa nè các bạn. Hiện tại ở ngoài khơi là rất là nhiều thúng đang chạy vô luôn nè. Đó. Đây, hiện tại ngoài khơi là rất là nhiều thúng đang vô luôn. À, mỗi một cái làng chài, một cái chợ hải sản, một cái cảng cá thì có một cái nét đặc trưng riêng, một cái tùy theo ngày riêng. Tuy có những nơi không có cá nhiều nhưng mà có một cái nét đẹp riêng, cái sự mộc mạc cũng như là mỗi con người ở đây có một cái tính cách riêng các bạn. Đây mọi người cũng đang vũ lưới. Đây mấy cô chờ thúng vô nè, đang chờ thúng vô hả mấy cô? Dạ, đang chờ thúng người nhà vô ha. Anh bên đây nói quá là nhiều luôn. Dạ. Đây có con cá hố nữa nè. Cá hố đó. Dạ. Cá hố này nhỏ xíu à. Anh quay lên phạt lấy cho em nuôi tiền chủ tránh ơi. Dạ. Anh đỡ đổi. Mùa này ở đây mọi người đi cá mai không anh? À, đi cầm mai. Dạ. Bán cá nó đâu có cá bò cá vô. Hả? Ừ, nếu mình tống cái thải còn có cho do. Thúng vô rất là nhiều luôn các bạn. Dạ. Ừ, cho anh cứ hối cho đấy, chụp nó hối cho đấy. Lên nâu đây nữa đi.
khu vực làng chài này dành cho bãi thúng để đậu á, rất là dài luôn các bạn. Đó, từ đây mà dài tới đằng kia luôn, rất là xa luôn, nhìn mút tầm mắt luôn. Mùa này bà con gọi là gió bắc các bạn, cho nên là sóng rất là nhiều. Và sang năm qua Tết á, thì gió nam, lúc đó là cá mới nhiều. Rồi lúc đó là bà con đi đánh được nhiều hơn, cá nhiều hơn. Bây giờ là thúng vô liên tục luôn nè. Đây là thúng nhỏ cho nên là cái máy này xúc và chở lên luôn. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ sáng các bạn. Bà con ở đây vô thúng rất là nhiều rồi nha. Hầu như vô là hết khoảng 80% mà. Rất là đông luôn, bây giờ vẫn còn thúng vô nữa. Thì mấy cái con cá trích ba đi kiếm đi được dạ cái tháng chưa ba đi kiếm được chứ đi đây đi mua gì vậy cô? Cô đi mua hả? Cô đi kiếm chứ đi mua đâu. Đi kiếm làm sao? Đi cân mượn cho người ta họ cho. Dạ mấy cô ở đây cho ha. Ừ, mẹ cô cho. Dạ luôn. Mấy con cá này bị cá nóc cắn nè. Cá nóc dạ. Này là cá bạc má. Gì khó ăn hay gì cô? Ừ. Nhà cô không có đi thúng hả? Cô có đâu, có một mình cô chứ có ai đâu đi thúng. Cô có một mình hả? Kiếm tóc rồi. Bình thường cô đi làm công chuyện gì? Không, cô bị bệnh, cô đi làm gì hết. À, cô bị bệnh sao? Cô bị bệnh, hồi đó cô đi mổ là vì cô đại mạch. Dạ. Rồi cô... Rồi... cô không có con cái gì hả? Được thằng con bị tai nạn mất rồi. Dạ. Rồi chú nhà đâu? Chú đi theo với nhỏ lâu rồi. Dạ. Một mình cô. Bây giờ cô sống ở đâu? Nhà cô ở đâu? Nhà cô trong đây. Dạ. Chứ cô đi giờ ba con rửa. Hàng ngày cái cô ra phụ rửa lưới với mọi người. Rửa, cô rửa nội, cô bỏ cái chị đó họ tới cánh họ cho cô. À. Người nặng cả rồi. Dạ. Vậy là cô này đi móc mấy con cá gì? Mấy cô ở đây, mấy con cá này nó bị cá nóc cắn á. Cá này người ta không bán được, cái người ta cho cô ăn ha. Ừ. Dạ. Để ăn. À, mỗi ngày cô đều ra đây hết. Ừ, ngày nào cô cũng ra đây. Dạ. Quê cô ở đây luôn hay là... Quê cô ở ngoài Quảng Trị kìa. Quảng Trị. Dạ. Bà con thấy hôm qua nay nghe giọng bà con ở đây giống Quảng Trị quá. Ừ, thấy Quảng Trị hết. Dạ. Ừ. Năm nay cô mấy mươi rồi? Cô 64 rồi. Dạ. 64, 64 tuổi. Dạ. Cô chào con chút nha. Ừ. Cô ơi, con gửi cho cô 200. Dạ. À, cái này là số tiền của cô Quách Mỹ Tiên ở Mỹ á. Con thay cô Quách Mỹ Tiên
gửi cho cô 200 và tiếp cô trong cuộc sống nha. Rồi cô cảm ơn những người ở bên Mỹ, rồi cảm ơn con. Dạ. Cô thương mấy? Cô thương mấy? Cô đâu? Cô đâu? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn con. Dạ dạ. Con chào cô. Dạ. À, đây các bạn. Bây giờ là mọi người vô lưới rất là nhiều rồi ha. Đang vũ lưới cá rất là nhiều luôn. Ở đây thấy hình ảnh vũ lưới giống như là ở làng chài Long Hải vậy đó. À, cá Long Hải là cá trích, còn ở đây là cá mai. Dạ. Ba là tôi dắt á. Dạ. Ba đó. Tội lắm mà anh. Dạ. Ba đi cánh mà vô đây chứ đâu có cả đâu mà cho ba đâu. Dạ. Ba có chung có con không có con luôn. Dạ con mới tặng cho bà cô 200 á. Dạ. Ở đây ai cũng biết cô hết thế anh. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy anh mấy cô mấy chú nha. Con đi dài dài đi. Cá mai nữa các bạn, rất là nhiều luôn. Hình ảnh đây giống như là cá trích ở Long Hải vậy đó. Đây cái lưới này mới vô nè, thấy dính cũng rất là nhiều luôn. Cá này bà con nói làm gỏi giống như là cá trích vậy đó. Bên đây cũng chuẩn bị vũ lưới. Rất là nhiều luôn nè các bạn. Rồi bây giờ thì em xin mời tất cả cô chú anh các bạn mình cùng đi tham quan bãi tắm làng chài Cam Bình nha. Lại bãi tắm thì cũng có cái chợ hải sản ngay chỗ bãi tắm luôn. Cá rất là tươi ngon phục vụ cho bà con. Ở đó thì có nhiều tôm, cua, ghẹ, mực nữa. Bán sống có rồi, người ta chế biến sẵn có luôn các bạn. Ngoài kia có chú kia đang bắt cái con chằn chằn kìa. Nghe mọi người nói cái con này là bắt để làm thức ăn. Thức ăn cho gia súc á các bạn. Đó. Rồi mời cả nhà mình đi hướng này để đi tham quan bãi tắm Cam Bình nha. Dạ bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng đi xuống khu vực bãi tắm Cam Bình cũng như là chợ hải sản bên dưới bãi biển luôn cô chú. Ở đây là cái biển điểm du lịch cộng đồng Cam Bình nè. Phía sau lưng em là cái con đường Nguyễn Du, mình đi thẳng ra là đụng quốc lộ 55 luôn các bạn. Từ quốc lộ 55 mà chạy vô tới đây là khoảng tầm 2 cây số. Bây giờ cũng là trưa rồi các chú. Bây giờ cũng là trưa rồi cô chú anh chị các bạn. Bây giờ cái con đường này là đi xuống dưới bãi tắm luôn nè. Ở đây thì có điểm giữ xe máy rồi xe ô tô đầy đủ luôn. Xe lớn thì đậu bên đây nè các bạn. Hôm nay là thứ bảy cho nên là du khách cũng có lai gai nhưng mà không bằng vào mùa hè hoặc là mùa xuân. Chào cô. Dạ. Cái gì
cái kinh Tết rồi á, dạ. Người ta nó làm kiếm tiền nữa. Gần Tết cho nên mọi người tiết kiệm tiền đúng không cô? Kinh tế nó khủng hoảng lắm rồi. Dạ, khủng hoảng kinh tế quá. Công nhân là gì ta làm xong ta mới thất nghiệp hết. Dạ, cô ngồi đây chi vậy? Đón khách hả? Ở mười xe mà khách vô đó. Ở khách vô quán mình đây hả cô? Đúng rồi. Dạ. Vô quán là mình có phục vụ món ăn luôn hay sao cô? Dạ. Rồi người ta thuê cái chòi, họ thích ăn thì ăn, mà không thích ăn thì thuê cái chòi mấy đó. Thuê cái chòi là bao nhiêu tiền cô? Bao nhiêu người đó thì một người 100 ngàn đó. À. Một người 70-80 gì đó. Cái chòi ha. Tính theo người. Tính theo người. Dạ. Ra trước là trước ăn. Rồi là bao nước tắm nè, mình xuống tắm bị đang tắm nước ngọt. Dạ. Rồi chỗ ngồi nè. Dạ. Rồi chén đũa lò than bếp lúc nào vọc đồ gì là người ta bao cái tròn gói hết. À là mình ăn. Dạ dạ. Mình ngồi dưới biển dạ ăn đó. À, mình không ăn ở đó mình thuê cái chòi thì tính đầu người 100 ngàn bao gồm nước tắm luôn chế biến thì mình nói nó ta cho mượn chén đũa luôn chén đũa nước cá dạ. Rồi là chế biến thì mình có võng nằm luôn hả con vọng luôn đó dạ. Đầy đủ dạ. Hết dạ thì cũng rẻ. Cái quán cô tên gì? Ánh Châu và quán Ánh Châu đây các bạn, mình đi xuống đây là đúng thẳng 70-80 luôn. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ dạ. À, cô nói là mùa này tuy thứ bảy nhưng mà khách cũng không đông vào mùa như mùa hè nha. Tại tháng này là gần Tết cho nên là khách bà con đều tiết kiệm tiền. Với lại năm nay là khủng hoảng kinh tế như là ở các khu công nghiệp nè, là hàng chục ngàn công nhân bị nghỉ Tết trước một tháng luôn các bạn. Như là Tết Tây tới đây là công nhân ăn Tết Tây xong rồi là cuốn gói về quê hàng chục ngàn công nhân luôn á, đặc biệt như là công ty Bon Chen ở Sài Gòn nè, đó và một số công ty khác ở Bình Dương nữa. Thì em chia sẻ cái bãi tắm này luôn để cho sang năm cô chú anh chị mình đi bãi tắm cũng như là mua cá hải sản ở đây á, ăn rất là tươi. Do là cái chú bán kem á có hát nhạc rất là lớn cho nên em không có đi từ ngoài vô được các bạn, nó sẽ bị dính nhạc của chú á. Ở đây em thấy có một cái bảng là du khách tham quan và du lịch không sử dụng xe bò làm phương tiện di chuyển. Từ cái bãi biển Cam Bình này á, là đi thông qua cái khu du lịch Coco Beach luôn các bạn, cho nên là mấy những cái chiếc xe bò dịch vụ ở đây á là mình đi từ đây cho tới Coco Beach rồi dòng lại là chỉ có 20 ngàn thôi. Thường những chiếc xe bò này hay chạy đến đó để chở du khách từ bãi biển Coco Beach tới đây để mua hải sản, thì tại vì hải sản ở đây rất là rẻ hơn bên đó rất là nhiều. Thì bây giờ là khu hải sản bán ở bên đây nè các bạn, đó, bên đó là hải sản tươi sống đó, còn bên đây là hải sản được chế biến sẵn. Cho con quay một số hình ảnh cái nha chú. Ở đây là bà con chế biến những cái loại hải sản tươi sống sẵn đó nè. Ở đây là mình mua là mình dùng luôn á. Đây là mực nè các bạn. Rồi mấy con sò, rồi ốc. Có cả tôm nữa. Bên đây là cá nướng. Cá nướng thì thường là cá cam hoặc là cá sòng các bạn. Mọi người thì mua hải sản bên kia ha. Đây. Bên đây cũng có một cái quầy giống như bên chú luôn. Cá này là cá gì nướng à cô? Cá cam. Dạ. Đây là cá cam nướng các bạn. Cá cam nướng đây. Đó. Đúng là dịp gần Tết cho nên là du khách không có được nhiều như những ngày mùa hè. Đây là mực nướng còn rất là nóng luôn các bạn. Đây là ốc tỏi, ốc giấy.
Con cảm ơn nha con. Đây là bãi biển Cam Bình lúc 12 giờ trưa nè. Hôm nay thời tiết xấu cho nên là không có nắng các bạn. Đó. Hiện tại ở ngoài á cũng còn những chiếc thúng bà con ngoài khơi đi vào kìa. Không phải là ở đây là bà con vô từ sáng sớm mà là có những buổi sáng mà bà con mới đi ra cho nên là bây giờ mới vô các bạn. Thì em qua cái khu vực chợ hải sản bên đây nha. Bên đây là một số du khách. Bên đây có bán khô nữa các bạn. Khô mực nha. Khô mực 320 ngàn một ký. Rồi 600. Cho con quay một số hình ảnh nha chú. Mực thì nhiều loại, rồi tôm khô nữa các bạn. Bên đây là khu chợ hải sản nha. Đây là một số loại mực ghim. Đây gọi là món mực ghim hả chị? Dạ, mực ghim sa tế. Mùa gần Tết cho nên là khách cũng không đông như những ngày mùa hè hả chị? Dạ, Tết Tây người ta để dành tiền. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Những cái món mực ghim nè các bạn. Ghẹ sữa cháy tỏi. Ghẹ sữa cháy tỏi. Dạ. Bên thì bình thường, bên thì sao ngoài? Bên đây thì ốc hương, tôm hùm. Đây là những cái con ốc hương nè các bạn. Ốc hương này là loại lớn. Đây là tôm hùm. Cái rẻ. Ghẹ lớn luôn á. Không sao đâu kệ. Bé mình chắc. Em thích ghẹ. Cho là ghẹ này các bạn. Có gì xay nha, bấm mấy cái xay nha. Để xin mắt cho chị cũng được cho mấy con bao nha. Bánh này, cái này mua cái xay nha. Cái này 250 là bao luôn hả? Khi mình đưa về với anh, nó đảm bảo nhé. Thì anh đang còn sống nữa chứ. Bánh mà không được. Rồi đây. Cái này bán sao? 200 chị ơi. 200 đi anh. 300 một ký. Ốc hương cái này là 200 ngàn một ký. Bên đây là tôm hùm. Anh chạy này đi, mua đi, anh chạy này ngon. Con tôm này còn sống không chị? Tại nó im gu à. Tại cái thao chặt quá để nó co là im gu rồi các bạn. Chị nó không bao hết á.
Bên đây là có cá cam. Chị ơi chị. Ủa mình đâu có biết ăn ghẹ đâu. Biết ăn. Cá đối nữa nè, cá chiên. Chị ơi chị. Có tôm nữa. Mực nang nữa các bạn. Mực này lúc sớm em ra chợ là ghi là rất là nhiều luôn. Bên đây là mực ống. Rồi móng tay. Bạch tuộc nữa các bạn. Dạ. Bên đây rẻ. Ghẹ này là nhiêu ký, bao nhiêu một ký? 330. Dạ. Mặn ghẹ chắc cho ngon. Dạ. Mặn ghẹ to rồi nó ớt, nó bán 200 ớt. Dạ. Ghẹ này 330. Dạ. Giá cũng được các bạn. Dạ em đi có một mình à. Nói không có khách chứ hôm nay là cũng khá là đông đó các bạn. Mình thấy tới 4-5 chiếc xe đò luôn. Đây mấy chị lựa ghẹ quá trời luôn. Bên đây mọi người tập trung rất là đông luôn nè. Ở đây có cả những cô bưng những cái thau mực tươi để mời chào nữa. Dạ em đi có một mình à. Tại em đi có một mình, em đi quay có một mình à. Cô thông cảm. Cái thau ốc tỏi này 100.000 hả cô? Cái thau gì rất là nhiều luôn, có 100.000 hả các bạn. Ốc gì là ăn mệt luôn á. Một thau này cũng 100.000 luôn. Ốc tỏi này thì nướng cũng ngon lắm. Bên đây cá sòng hả cô? Cá sòng. 100.000 luôn. Dạ. Thau này cũng 100.000 các bạn. Thau cá sòng nè. Cá sòng thì nướng. Bên đây thì hai bên cũng đều có rẻ luôn. Đây nguyên cái thau ốc tỏi luôn. Dạ con đi có một mình nè. Con đi quay có một mình nè. Ốc tỏi nha. Ốc tỏi bên đây rất là lớn luôn các bạn. Ốc thì cái này xào xào ớt, nướng hơi mỡ. Này một ký mấy chục chứ con? 40 à. 40.000 ký rồi các bạn. Dạ. Còn móng tay là nhiêu ký cơ? 3 ký 100. Cũng khá là rẻ luôn. Tính gấp 333.000 ký à. Tay này tính chợ thì tầm 30. Ở đây thì 33 thì chỉ có trên lệch 3.000 thôi. Cho nên là rất là rẻ luôn các bạn. Nó bò ra luôn kìa. Bò ra này. Em nói với chị ở đây em bán hơi sống. Em có bán trên tên của chị đâu. Đó, đúng rồi, đúng rồi. 2 ký. Quay người cái lại nước không kìa. Con mực lá đó là nhiêu ký cô, mực nang chứ? Mực nang, nang thì 200. Dạ. Lá thì 320 cái cạnh hết rồi kìa. Dạ. Mực nang, ôi, được rồi, được rồi. 2 ký. Chị có hốt vô là vậy? Đủ 2 ký, em con cái là có sống hay chết. Trời ơi, nếu chết, đừng có
Ở đây có cả những chiếc xe bò đang chờ để chở du khách đi nè các bạn. Nghe nói là từ ngày Tết Tây thôi trở đi là những chiếc xe bò sẽ bị cấm rồi, cho nên là mấy cô chú hoạt động xe bò nhiều năm ở đây cũng đang rất là buồn. Các bạn mà đi du lịch thì tranh thủ nha, sắp tới thì có thể là mình sẽ không thấy được những cái chiếc xe bò như thế này nữa. Dạo này khách đó không chú? Thế quá hả chú? Dân giọng nằm luôn rồi. Không nằm rồi, đâu có khách đâu. Dạ. Một chuyến từ đây mình tới Cô Covid vòng về là có 20 rồi hả chú? Chín người. Tính một người ha, một người 20. Thì là người 20. Dạ, 5 người thì được 100. Chiếc xe này chở được mấy người chú? Xe này có tầm 15 người à. Chở 15 người luôn? 3 người. Wow, quá dữ. Chú làm nghề này lâu chưa chú? 7 năm hả? À. Nhưng mà từ khi bãi biển này á, là xe bò này hoạt động được bao nhiêu lâu? Cái hình thức xe bò này á, hoạt động ở đây lâu chưa? Thì từ lúc đó cũng có biết chưa đó. Dạ. À, ngày xưa là không có biết về không sợ có biết về phường này á. Dạ. Chúng nó tổ chức đó là đội xe bò để đưa khách đi tham quan bờ biển rồi là dạ. Đi chợ rồi ở đây thì về với cho tham quan. Dạ. Còn là với những chỗ mới có sợ thì đến đây mua đồ ăn. Dạ. Thế là từ lúc mà khu du lịch Cô Covid khai trương là cũng mới có xe bò này. Có xe bò. Dạ. Mà con nghe nói sắp tới thì bị cấm rồi. Hôm qua nó mời lên họp đó. Dạ. Hôm qua nó mời lên cấm xe bò đó là chỗ nó cấm 2 tháng. Dạ. Sao nó bây giờ dân người dân ở đây làm gì ăn đâu mà cái gì nên thấy nó sạch sẽ đẹp đẽ cái gì đâu cấm. Dạ. Con thấy đi du lịch cái này nó là truyền thống của địa phương thôi. Đi du lịch con cũng thấy những chiếc xe bò này cũng thấy rất là thích. Cái này là nét đẹp vùng miền thấy hay á. Dạ. Ở Đà Lạt rồi người ta đi ngửi rồi khách du lịch tham quan bờ biển có gì đâu. Dạ. Thấy xe bò này nó mới mộc mạc đơn sơ. Cảm ơn chúng nha. Rồi. Đây chiếc xe bò được trang trí bông hoa được các bạn. Rồi mình đi tiếp khu chợ hải sản nha. Bên đây có mực ống nè, rất là tươi luôn. Đó. Đây bạch tuộc. Bạch tuộc giòn các bạn. Bên đây là cái quầy người ta chế biến hải sản cho mình luôn đồng. Rồi mình mua cái ở đây ra thuê người ta chế biến cho mình luôn. Ở đây là mình chế biến cho khách đó hả cô? Dạ. Đây, chế biến mình tính ký là tính sao cô? 1 ký ghẹ là mình chế ăn bao nhiêu tiền cô? 20 ngàn 1 ký. Dạ. Mắm muối đầy đủ 30. Dạ, cũng rất là ghẹ các bạn. Đây cô đang sơ chế con mực. Không cái ghẹ mà chặt lá luôn. Hả luộc luôn hả luộc chưa? Luộc thôi. Đâu? Bên đây là con cá này cá gì vậy cô? Chim trắng. Cá chim trắng hả? Dạ. Con cá chim này sao nó dài ha? Dạ. Dạ. Chim trắng, chim vàng. Cá chẽm, cá hâu các bạn. Bên kia là bạch tuộc. Không ấy. Em trăm rưỡi thôi. Dạ em đi có một mình nè.
Anh ơi, Phương nè. Bạn ơi, bạn ơi. Ở đây bà con có thể đóng thùng cho du khách để ship về luôn các bạn. Mãi lô á. Đây có ốc hương, rồi mấy con ngao tím, mực ống, bạch tuộc. Chưa được. Ủa hè, cái này em cũng hai trăm vậy đó. Chưa được. Chưa đâu. Mấy lạng cái đó, ba lạng. Cái này có hơn lạng hả? Cái này có một chưa được. Thêm mấy con nữa. Chưa nha. Chưa chừng thúng nữa đó. Đó, chưa thúng đồ đàng hoàng nữa đó. Tính lại là thúng đi. Thúng chưa được hai lạng thôi. Tính ba chứ hả? Hai lạng bây giờ bỏ chả. Chưa ba bảy lạng, ba lạng chưa chừng cái năm chục đi. Đây bên đây mực lớn đó bạn. Ba. Ba hết á. Nhiều tím. Bên đây thì cua biển nữa nè. Đây bên này có ghẹ, có ốc dứa. Ốc đó là gì ta? Ốc dứa không vậy? Ốc gì quên rồi. Đó là ốc giác. À ốc giác. Cái tên em quên hoài à các bạn. Ốc giác. Em quên lộn giữa cái tên giác với dứa hoài. Không có ốc dứa đâu. Dạ dạ. Ốc dứa là ốc ở miền Tây. Bên đây ốc tỏi rất là nhiều luôn. Đây con tôm màu sống luôn. Em đi có một mình à, chị thông cảm. Bên đây ghẹ cũng rất là tươi luôn, ghẹ còn sống không à các bạn. Rồi ốc. Sáng giờ bán đỡ không cô? Dạ. Thì ốc tỏi. Bên này có tôm hùm nữa nè. Đây tôm hùm sống thì gọng bên đây. Chào cô. Tôm hùm cái này là nhiêu ký vậy cô? 800. Dạ. Giá cũng rất là mềm các bạn. Tôm hùm sống. Sáng giờ bán đỡ không mấy cô? Dễ lắm. Nay bán cách. Dạ. Thua đồ bóng đá hết rồi sao á? Thua đồ bóng đá hết hả? À. Thì như người ta thua đồ bóng đá hết xong thì đi chơi luôn. Dạ. Nghiệp quá là lá. Họ quay đi thôi, quay họ quay gì á? Đừng quay gì vô nghe. Em đi quay YouTube. À, quay YouTube đừng quay gì vô. Quay chị lên cho đẹp. Không. Cho chị bán dễ. Ta thấy chị cười có duyên, mốt người ta qua thấy không chị thì có duyên quá, người ta lại người ta mua à, ủng hộ chị. Dạ. Rồi từ 6 giờ không có ai cho tấm gì hết luôn á. Rồi từ 6 giờ không có ai cho tấm gì hết luôn á. Dạ, để thôi em cho. Chị có tiền coi. Dạ, em cho liền. Rồi. Từ hồi 6 giờ mà không cho ai. Không có ai cho tấm hình nữa, cho chị tấm hình đi. Em cho duyên chị một bộ phim luôn. Rồi vậy hả? Dạ. Chị cảm ơn nha. Dạ. Buồn quá trời, chờ từ sáng giờ không ai cho được tấm hình mà ghẹ cũng é nữa. Con ghẹ xanh. Ghẹ xanh, dạ. Ghẹ cái luôn nha. Dạ. Quý cho bác về đây mua ghẹ hải sản cá bình nè, giá rẻ. Dạ. Bất ngờ luôn. Giá là bao nhiêu chị? Ghẹ xanh là có 200 một ký thôi. 200 một ký à? Dạ, rất là ngon luôn. Dạ. Ủng hộ cho biển cá bình đi, đang é lắm. Dạ, dạ. Có cái này là có
Cái này là có ốc giấy. Ốc giấy này là xào xà ớt và nước hoa hành nha bà con. Dạ, chị này là chị gì đây? Chị Liên. Chị Liên bán ốc nha. Chị Liên bán hải sản. Dạ. Số điện thoại 0784363785 có gì về ủng hộ cho chị. Dạ dạ. Có rồi. Sống nữa này. Rồi hôm nay chị Liên rất là đẹp rồi đó. Đó. Bạch tuộc luôn. Bạch tuộc luôn, sống luôn. Dạ. Nó còn nháy nháy luôn hả ngày chị? Ngày thứ bảy, ngày thứ bảy mà ế dạ. Lắm, có khách ít khách lắm. Chắc tại Tết Tây. Đúng rồi, nó chờ Tết Tây mới về. Dạ. Ừ. Sống luôn á. Dạ. Sống ngon chưa? Đó. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Liên nghe. Chị cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Ở đây có cái làng chài chung với lại bãi tắm luôn các bạn. Thì góc bên đây cũng có những cái thúng của làng chài đậu ở đây. Đó. Lúc sáng thì em quay một cái làng chài nằm phía bên này. Đó. Đi qua khỏi cái bãi tắm chỗ này thì những cái quán ở đây thì sẽ gặp cái làng chài bên đó. Bây giờ ra đây thì mọi người tắm biển với lại là ra đây check in ở đây rất là nhiều. Phải nói là không nhiều nữa mà là cũng lai gai. Tại vì gần Tết Tây với lại là cũng gần Tết Nguyên Đán rồi. Cho nên là bà con tiết kiệm tiền rất là nhiều để chờ Tết Tây đi chơi hoặc là Tết Nguyên Đán chi tiêu cho gia đình. Đây chiếc xe bò. Xe bò rẻ lắm. Rẻ lắm hả chị? Sáng giờ được 50 ngàn. Sáng giờ được 50 ngàn hả? 6 giờ sáng giờ được 50 à. 50 à? Hai người người ta cho 50 á. Dạ, hai người 40 người ta cho thêm 10 ngàn nữa. Dạ. Đó, giờ đi làm. Dạ. Giờ đi làm mòn tiền ăn uống không nói mà dạ. Giờ mới đi học á. Bây giờ mà không có xe bò này thì chỉ có công việc khác không? Không. Dạ. Cái nhà làm rẫy, hồi xưa là mình hay mướt đất làm rẫy. Dạ. Giờ nghĩ là đất càng ngày càng bạc màu á. Mình đi làm mướn đó hả chị? Làm mướn rẫy hả? Làm mướn. À. Chứ mình hồi nhà không có đất hả? Không. Mình nhà có đi làm chài không chị? Không, dân làm rẫy mà, dân nông mà. Dân nông hả? Dạ. Trời trẻ còn làm mướn nổi giờ già rồi. Vậy hai vợ chồng mỗi người một chiếc hả? Tiền đó, mình đi vay tiền ngân hàng cho vay tiền đó. Dạ. Cho vay để mua con bò hả? Dạ. Vay mình mua chăn nuôi người cho vay mà về ăn uống người ta không cho. Dạ. Thì biết mình vay nhà nước giờ nó phải có nguồn vốn nên làm cái gì người ta mới cho. Dạ. Cái chiếc xe này chạy nhanh không chị? Con bò này đi được nhanh không? Nhanh lắm hả? Nói chung á, nhiều khi có ngày về không, có ngày được 300-400, dạ. Có ngày được 500. Dạ. Mà tuần hai ngày chúng mình gặp thì được 700-800. Một tuần chỉ được 2 ngày thôi chứ ngày thường đâu có khách. Nó ăn là chứ phải chắc mình ăn đâu. Dạ. Mà nói người dân làm rẫy gì thì nói chung là ăn uống dành tạm thì được. Dạ. Một qua ngày. Dạ. Mình ở ngoài quê vô đây hả chị? Vô xin đây lâu lập nghiệp hả? Không, vô đây hồi năm 7 cha mẹ vô năm 15. Dạ. Tới giờ gia đình mình cũng không có đất làm rẫy luôn. Chỉ nhà ông bà cho được đất làm nhà thôi. Dạ. Sau này mà. Dạ. Sống sinh này đó. Dạ. Em cảm ơn chị. Đây mọi người tắm biển chế điên ngoài đây nè bạn. Dạ. Đúng rồi. Tối về còn chăm mấy con bò hả chị? Chăm chứ, nấu sao thôi. Khó không phải làm nhưng người ta không có làm. Dạ. Tại cái này phải về phải tẩm bổ cho nó hả? Tẩm bổ mình cho nó ăn cái gì chị? Thì tối về chịu khó mình tẩm bổ được thì nấu cháo, lấy gạo nấu cháo này, nấu cám này, ăn dạ. Bổ gì thôi. Dạ. Tại nó phục vụ ban ngày nó cũng lao lực, tối giờ phải chăm cho nó. Mình đi phải làm. Dạ. Người dân chị dân làm rẫy mua sinh hoạt. Dạ, cảm ơn chị. Dân này dân nghèo không? Chủ xe bò là gì? Sắp tới rồi mốt cắm xe bò mình làm cái gì? Thì cống thì chị phải cũng đang xin nha. Dạ. Xin sợ cái người ta giúp công đừng ăn công ăn việc làm dạ. Chứ. Khi mà đi ra đây theo bản thân em mà khi mà thấy những chiếc xe bò này cũng thích nữa. Nó mang một cái nét mới nét lạ cho bà con. Người ta thích lắm.
gây sự chú ý và người ta lại thích trở lại. Có được sản phẩm 2 tháng đó chắc đi về đâu ạ. Không có tìm xe bò ghê lắm. Người ta thấy người ta buồn ha. Buồn, nó đề ra cái không thấy xe bò là bên này hỏi bên kia hỏi gì đó. Dạ. Mà nói chung người ta cho tụi chị làm lại tụi chị rất mừng. Dạ. Đó, anh qua ngày. Dạ. Cảm ơn chị. Ở nhà 2 tháng đó, đúng là nói vậy. Dạ. Đây là chiếc xe bò chở du khách từ bãi biển Cam Bình về khu du lịch Coco Beach nè các bạn. Dạ, video của em ngày hôm nay cũng khá là dài. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của em ngày hôm nay. Các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, một bình luận và đăng ký để làm ủng hộ cho em có động lực làm những video hay hơn cho cô chú, anh chị và các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chào với nó. Chào sự đó. Chào chị Liên luôn. Chào nha. Hello. Chào chị. Dạ. Đây, cô đang set up chiếc xe bò để chở du khách về khu du lịch Coco Beach các bạn.